Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dựa vào hai bộ sử ký Mahavamsa và Divavamsa, sử liệu lão Lanka, hơn 2.300 năm về trước tại Ấn Độ, sau cuộc kết tập kinh điển lần thứ ba dưới sự bảo hộ của đại đế Ashoka, đã có chín phái đoàn Phật giáo Nguyên thủy Theravada truyền sang các nước lân cận. Cùng thời với phái đoàn thứ nhất của ngài Mahinda truyền thừa sang Tích Lan, phái đoàn thứ 8 truyền giáo với sự lãnh đạo của hai vị thánh tăng Sona và Uttara đã đến vương quốc Suvarna Brumi. Vương quốc này là tiền thân của đế chế Phù Nam sau này, lúc đó ốc eo An Giang hiện là một hải cảng xâm quốc thứ hai trên toàn thế giới. Bài thuyết giảng đầu tiên cho người dân nơi ấy là bài kinh Phạm Võng Brahma Chala Sutra. Như vậy, nơi đây đã phải tồn tại một tôn giáo khác vững mạnh, đó là Hindu giáo. Vì Phù Nam là đế chế gồm nhiều tiểu vương nhỏ tồn tại từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ sáu sau Công Nguyên theo tài liệu khảo cổ. Nhưng theo thư tịch thời nhà Châu Trung Hoa thì đã tồn tại từ thế kỷ thứ 12 trước Tây Lịch. Đất nước này bao rộng từ Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, miền Nam Việt Nam và bán đảo Malay. Người đã lập ra vương quốc này theo sử liệu là người Ấn Độ cổ. Một đại đa số người Ấn di cư để tìm vùng đất mới cùng với dân tộc Malay tại đây. Với sự giao thương theo đường hàng hải mà nơi đây đã mang nặng dấu ấn của văn hóa Ấn và tôn giáo Bà La Môn trước đó. Vào thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên, một đợt truyền giáo mới lại xuất hiện từ trung tâm Phật giáo Sri Lanka. Khi kinh điển được khắc trên lá buông đã đến nơi này, nhiều tài liệu khảo cổ đã tìm ra sự giao thương giữa Phù Nam và Tích Lan, thời bấy giờ tại một số nơi trong khu vực Đông Nam Á. Ốc Eo là một hải cảng thông suốt theo con đường tơ lụa trên biển từ Ấn Độ Dương vòng sang Thái Bình Dương. Cảng ốc eo nằm ngay trên núi Ba Thê, được đọc cải âm từ Pataliputra, dấu chân của vị trưởng lão. Đây là bằng chứng tiếng Bali đã tồn tại thời đó. Theo lịch sử Trung Hoa, thời nhà Tống ghi lại thì phái đoàn đã xây dựng một bảo tháp Ashoka tại Lê Lê, trại âm từ Ba Thê, để thờ Xá Lợi và một bảo tháp tại Mẫu Sơn, Hải Bồng. Trong bài thơ Tháp Sơn Hoài Cổ, truyền đời của gia tả họ Hoàng, ngày nay vẫn còn ghi lại. The candy pottery is significant. It comes from Sri Lanka and is evidence of a long-distance sea trade. The appearance corresponds with the appearance of Buddhism or some Indic religion in Southeast Asia. So this came on the heels of trade, basically. Hiện nay tại chân núi Ba Thê đã được nhà khảo cổ người Pháp Louis Maletre khai quật vào năm 1942, là nền của một ngôi đền Hindu giáo với một bức tượng thần Vishnu và hai bi ký bằng tiếng Sanskrit và Pali có pha một từ Brahmi của văn tự Ashoka năm 594. Có thể họ đã cho xây dựng ngôi đền này chồng lên bảo tháp của vua Ashoka để xây dựng hơn 800 năm trước đó. Và rất nhiều tượng Phật theo truyền thống Theravada đã được tìm thấy tại đồng bằng sông Cửu Long có niên đại cách đây hơn 2.000 năm, đặc biệt là lá vàng tìm thấy tại Gò Xoài, Long An, thế kỷ thứ 6, được ghi bằng cổ ngữ Pali lẫn Sanskrit, ghi về tuyết duyên xanh, khổ và con đường diệt khổ bằng bát chánh đạo, là bằng chứng cho tư tưởng Phật giáo Theravada tại vùng đất này. Đến thời vua Cao Ninh Gia, Cha Gia Văn Ma, năm 514, đã cho gửi thiền sư Nagasena đến Trung Hoa xin cầu quân tiếp viện chống Chiêm Thành.
Như vậy, Phật giáo Nguyên Thủy thời ấy đã được phát triển rực rỡ, vì theo lá sớ dâng lên triều đình Bắc Kinh, miêu tả Phật giáo Nguyên Thủy Theravada tại Phù Nam rất thịnh hành. Trên biên ký thuộc đền thờ Taprong tại Bali, Cambodia, ở thế kỷ thứ 5 của vua Chayavaraman, đã ghi lại sự dâng cúng đến chư Phật. Cũng sau đó, vua Phù Nam đã cho gửi hai thiền sư Mandasena và Sangyabada sang Trung Hoa để dịch kinh Phật từ Phạn ngữ sang Hoa ngữ. Một trong những bài kinh ấy là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Tên của ba vị thiền sư trên đều là tiếng Pali. Như vậy, Phật giáo Nguyên Thủy lúc ấy chắc chắn đã rất phát triển. Sau thế kỷ thứ 6 thì đế chế dân Lạp đã thống trị vùng đất này đến năm 1759. Phật giáo Nguyên Thủy vẫn tồn tại theo suốt dòng lịch sử ấy, như chùa Sam Đông An xây dựng vào năm 1642 tại Trà Vinh và chùa Sangha Mangala có niên đại hơn 600 năm.